đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Con người ngày nay thường hay quên. Chúng ta không chỉ quên những công việc lớn nhỏ hàng ngày mà còn quên cả những phước hạnh Chúa ban. Khi những phép lạ Chúa làm bị trôi vào quên lãng, niềm tin của chúng ta nơi sự thần tín Ngài cũng trở nên lung lay. Chúng ta dễ lắm hoài nghi và lo lắng mỗi khi thử thách ập đến, mà quên mất rằng Đấng nắm giữ cả vũ trụ hằng ở cùng với chúng ta. Hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Lori Wilkinson Stewart qua chủ đề Quên lãng. Vua David viết trong Thi Thiên thứ 103 câu 2: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. David tự nhắc nhở bản thân không được quên những ân điển mà Chúa đã ban cho ông. Chúng ta cũng cần quyết tâm không bao giờ quên những phước hạnh mà Chúa tuôn đổ trên đời sống mình. Khi đọc sách Thi Thiên, tôi đặc biệt chú ý đến những đoạn nói về sự quên lãng. Ở các Thi Thiên thứ 78, 103, 106 và 137. Thi Thiên thứ 78 câu 41 cảnh báo rằng quên những phép lạ Chúa làm là đồng nghĩa với việc thử thách Đức Chúa Trời, làm tổn thương Đấng Thánh của Israel. Điều này khiến tôi phải dừng lại và suy ngẫm. Tôi đã nhận ra rằng việc quên lãng ân điển của Chúa chính là một tội lỗi. Tại sao? Quên lãng dẫn đến vô tín gây ra nổi loạn. Mặc dù dân Israel vừa chứng kiến 10 tai họa mà Chúa đã giáng xuống trên Ai Cập, và nhờ đó họ được giải thoát khỏi 400 năm nô lệ, thế nhưng lại chẳng nhớ lại lòng nhân từ dư dật của Ngài, nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là Biển Đỏ. Thi Thiên thứ 106 câu 7. Ngay sau phép lạ Biển Đỏ, họ lại ngay lập tức tuyệt vọng vì không có nguồn nước uống. Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế. Dân Israel nhanh chóng quên lãng những phép lạ mà Chúa đã làm cho họ, và họ cằn nhằn muốn quay trở lại chốn cũ và đòi hỏi một vị lãnh đạo mới. Quên lãng cũng khiến chúng ta làm những điều dại dột. Tại núi Sinai, dân sự mệt mỏi khi phải chờ đợi Môi-se, nên họ quyết định đổi Đấng Vinh Quang của mình để lấy hình tượng con bò ăn cỏ. Thi Thiên thứ 106 câu 20. Họ nhanh chóng quên đi mọi việc Chúa đã làm cho họ. Quên lãng khiến chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn và không chịu chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài. Thi Thiên thứ 106 câu 13. Những người thiếu kiên nhẫn thường làm những việc dại dột. Hơn nữa, quên lãng còn làm dấy lên cơn giận của Chúa. Họ đã quên Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi của họ, Đấng đã làm những việc vĩ đại, những việc kỳ diệu cho họ. Vì vậy, Chúa phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ. Thi Thiên thứ 106 câu 21 đến câu 23. Cảm ơn Chúa là Môi-se đã kịp thời can thiệp và cứu dân sự khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta đều có thể khẳng định rằng Chúa đã làm những điều kỳ diệu, tuyệt vời trong đời sống mình. Tuy nhiên, khi đối mặt với những thử thách, liệu chúng ta có giữ vững niềm tin, ghi nhớ những điều Chúa đã làm, hay lại lo âu, hoang mang về những điều chưa đến? Để không bao giờ quên lãng những ân điển Chúa ban, chúng ta cần phải ghi chép và ghi nhớ. Ghi chép ở đây cũng giống như viết nhật ký. Bạn chỉ cần chuẩn bị một quyển sổ tay bên mình mỗi khi đọc Kinh Thánh hàng ngày. Và mỗi khi ấn tượng với một phân đoạn Kinh Thánh nào đó, hãy ghi lại vào sổ tay của bạn. Đoạn Kinh Thánh đó có thể liên quan đến những vấn đề mà bạn đang cầu nguyện, như công việc hay tài chính. Hãy ghi chép lời cầu nguyện của bạn bên cạnh đoạn Kinh Thánh đó. Sau đó, hãy thường xuyên xem lại sổ tay và tiếp tục cầu nguyện, đồng thời suy gẫm những đoạn Kinh Thánh đó. Khi được Chúa đáp lời, hãy quay lại và ghi chú ngày tháng mà lời cầu nguyện được ứng nghiệm. Ngoài ghi chép, hãy ghi nhớ những phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa dùng để hướng dẫn bạn trong những hoàn cảnh cụ thể, giai đoạn cụ thể. David đã nói trong Thi Thiên thứ 119, câu 15, 16: Con sẽ suy ngẫm kỹ cương Chúa, chú tâm vào đường lối của Ngài. Con ưa thích luật lệ Chúa, sẽ không quên lời của Ngài. Nếu bạn không giỏi ghi nhớ, hãy treo những đoạn Kinh Thánh ấy ở những nơi bạn thường xuyên tiếp xúc, có thể là trên gương soi, góc làm việc hay cửa tủ lạnh nhà bạn. Trong quyển sổ tay của tôi, mỗi trang đều chứa đựng đầy ắp những lời cầu nguyện
được Chúa lắng nghe và đáp lại. Bên cạnh mỗi lời cầu nguyện đều có dòng ghi chú, Chúa đã nhậm lời, cùng với ngày tháng mà tôi nhận được câu trả lời từ Ngài. Niềm tin của tôi nơi lời Chúa ngày càng mạnh mẽ, bởi vì tôi có bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện và công việc của Ngài trong cuộc sống tôi. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng mắc phải sai lầm khi quên mất thói quen này. Có những lúc tôi được Thánh Linh cảm động, giúp tôi nhận ra những lẽ thật sâu nhiệm về lời Chúa mà trước đây tôi chưa từng hiểu được. Thế nhưng tôi lại bận bịu và quên ghi lại vào sổ tay. Thế là đến hôm sau, tôi chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì mà Chúa đã soi sáng cho tôi vào lúc ấy. Bạn thấy đấy, sự quên lãng thật dại dột làm sao. Ước ao rằng mỗi người chúng ta sẽ giống như David, cầu xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ quên đi những công việc tốt lành của Ngài. Thôi mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa yêu dấu của con ơi, con cảm tạ Chúa về tất cả những phước hạnh dư dật mà Ngài đã tuôn đổ trên đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn nhận ra và trân trọng những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm cho con. Khi cuộc sống bộn bề và thử thách ập đến, xin nhắc nhở để chúng con không bao giờ quên sự thành tín của Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng biết ơn Chúa, luôn ghi nhớ và biết ơn vì những ân điển Ngài đã ban cho con mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, Chúa luôn hiện diện và ban ơn dư dật trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng lắm khi chúng ta không xem trọng điều đó và dễ dàng quên lãng ngay tức thì. Giống như David, mong rằng chúng ta sẽ dành thời gian mỗi ngày để chiêm nghiệm và ghi nhớ những việc tốt lành mà Chúa đã làm và không bao giờ lãng quên những phép lạ diệu kỳ mà Ngài đã ban cho cuộc đời của chúng ta. Khi bao cơn sóng gió buông khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đem các phước lành Thiên Phụ ban, rồi anh ngạc nhìn thấy phước ân Chúa luôn tuôn tràn. Xin anh đem các phước lành Cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm. Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng, hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng, anh nên mau mau đem các phước lành trên trời ban. Mỗi hôm nghỉ tiêu tan chắc anh sẽ hát suốt đàng. Xin anh đem các phước lành Cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm. Anh đang trong nơi của cái kẻ giàu sang đời này, kia kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai. Xin anh ghi ơn phước Chúa vâng hàn ban đầy dư, dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đồng nào. Xin anh đem các phước lành Cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm. Xin anh đem các phước lành Cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.